kiếp này ta luyện thành tiên thì nàng cũng không thể biến thành người. Vậy cơ sao lòng ta phải khóc chi bằng cùng nhau chuyện kiếp luân hồi. Kiếp sau ta có duyên gặp gỡ thì mong lúc trước mạnh bà xin đừng có gắt. Phải thanh xà ra sức ngăn cản dù cho bà xà trong lòng quặn.